Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Bây giờ là buổi chiều, chúng tôi đã tới Suối Giàng, đưa anh chị Trần Duy Đức, Nguyệt Hạnh để lên đây thăm Suối Giàng và nghỉ ở đây một buổi tối. Xin mời quý vị cùng ghi nhận cái phóng sự của chúng tôi với các anh chị đây nhé. Đây, Suối Giàng đây. Hôm nay là trời cũng ren rét. Tối nay nó có rét không em? Tối nay sẽ lạnh đúng không? Cho nên là mình đã chuẩn bị cái chỗ đốt cho mọi người có thể ngồi. Đây, có đây, anh đây. À, chào Sơn. À. Ừ, tối lạnh hả? Đây. Đúng rồi. Đi lên ngó trên cao tí xíu xuống. Đó, Lê đang đạo diễn những bức hình, nhưng mà trời buổi chiều hôm nay là nó mờ mịt, không thấy gì hết. Mờ mịt. Có sương nó cũng một cái kiểu thú vị của nó chứ. Sương trắng. Đấy, anh chị tiến dần lên đây một tí này. Tiến liền lên. Đấy nhá. Em chụp nha. 2 3 cái nữa chắc là này, 2 3 rồi, để em từ góc bên này em chiếu sang nhá. Như một thùng mây. Em từ đây góc sang, tiến lên gần chỗ anh rất một tí. Với bàn tay đạo diễn của Lê Nữ anh Quỳnh. Anh khoác vai chị đi. Khoác vai như vừa nãy. Khoác vai hay hơn. Khoác vai hay hơn. Khoác bây giờ, khoác bây giờ, cho phép khoác. Khoác khoác. Cho phép khoác kìa. Khoác đó, đúng rồi. Đúng rồi, như thế nhá. Ủa, cái này giống ông tộc trưởng quá. 2 3 cái nữa này. 2 3 rồi, quá đẹp. Quá đẹp. Đây này Đức này, đây là chính là cái gỗ giống như bên nhà em đây này. Chị ơi, chị sang đây. Đây là gỗ như giống như ở trên nhà em làm đấy. Ôi, đẹp ha. À, đẹp ghê. Quá đẹp. Thấy cái máy nhà cũng như là. Duỗi hai chân xuống thì không thì chân nhìn nó bị ngắn. Đâu, bà Hạnh là đang trở thành diễn viên rồi. Rồi, thẳng lưng lên, quá. Quay ra nhìn về phía em. Thẳng lưng nhá. 2 3 rồi, đẹp. Đấy, tiếng sáo mèo nó cứ vu vi vi vu như vậy thôi. Dạ. Đây, bây giờ là chúng tôi sẽ dẫn anh chị Đức Hạnh sẽ vào. Đây là một trong những cây chè này. Đây là những cây chè đây. Anh ạ. Ôi trà. Đấy. Chè nó già chưa? 100 năm. Vâng. Đó, cây trà là vĩ đại không? Đây này.
Đây là những cái cây chè hồi xưa giờ nó còn sót lại. Đó. Được vài trăm cây thôi đánh số hết á. Đây là hoa trà nè, chị này. Chào anh nhá. Ôi trà, đẹp quá. Đây, hoa trà nè, trái trà nè. Mấy cây này toàn là cây già không, chung vào đây chơi. Đó, cây này mấy là đó, mấy cây chè toàn là chè cổ không à. Nó không có chè nhỏ mà nó toàn là cái chè to như vậy này nè. Nhưng mà trong kia có một cụ tổ nhất là trên 300 năm anh ạ. À. Trời ơi. Thế thì câu hỏi đặt ra làm sao biết 300-400 năm là người ta phân tích được cái cây đó. Không có mấy chục thước này. Còn cây này là cây pơmu nè anh. Cây trước mặt đây nè. Cây mà mờ này nè. Nó dòng cái cây pơmu để chè ra cái loại gỗ của nhà em ấy. Đấy, cây pơmu. Em chịu khó sưu tầm cái này ha. Ừ. Còn đây là chính là những cái cây chè nè. Không, cây trong kia mới là cây to nhất. Còn mấy cây đây là cũng cả trăm năm đấy. Mấy cây này. Vâng. Thấy hoa chè không? Đó, mấy cái hoa nó nở ra chè đây, hoa này. Không rồi. Chị có thể đứng trong một vài cái cây mà nó xù xì ở ngoài đấy. Đúng. Cây này nè, cũng đẹp này, đi vào đây. Thấy cây chè chợt nhớ một người ha. Đấy, sách cứ sách túi luôn được chị ạ, sách túi luôn đâu ra rồi. Khoác vai đi, khoác vai đi. Đấy. Nha, nào. 2 3 cái nữa này, 2 3 rồi. Rồi. 100 năm rồi đó. Anh Đức ra đi cho chị Hạnh cái mình. Anh cầm cái bóp chụp hình nè. Bóp sâu á. Rồi. Đó, đấy quá nha. Đẹp. Đúng rồi, như vậy đấy. Không ai dễ gì mà này. Tới được tới đây đâu. 2 3 2 3 rồi rồi chị ra 2 2 2 nhiếp ảnh gia lần đấy. Tại sao mình không nhờ Trung chụp bốn đứa mình nhỉ? Why not, chụp cái trên đi đi, lên trên kia đi. Okay, không cây okay. Rồi bây giờ là chúng tôi bắt đầu đi đi bộ tới một cây cổ thụ nữa, cây chè tổ nữa, và chỗ đó nó có một cái điểm ngồi uống trà nghỉ ngơi. Bây giờ mới có 5 giờ chiều hơn nhỉ Trung nhỉ? Dạ, chưa đến 5 giờ. Chưa tới 5 giờ à? À. Đấy, mà trên đây là trời nó mù mịt và đúng là nhịp sương mù. Mọi người xem là mù mịt hết. Tại vì chúng tôi đang ở trên cái đỉnh của cái ngọn núi này mà. Trên chỗ cao nhất của núi này. Ừ.
người ta đang xây dựng. Đoạn khoảng chừng 30 mét thôi, nhưng mà cụ ông Trần Duy Đức là cũng phải cân nhắc, khán giả cân nhắc khi leo lên. Đấy. Mãi đến hôm nay tại góc núi của Giàng Kim Bái. Đấy, Suối Giàng. Là lẽ ra đời tôi cần một cái gậy. Cần một cái gậy trống rồi đúng không? Đó, tới cái ngọn đèn kia là tới rồi đó. Từ đó lát nữa anh xuống dốc thì nó thoải mái, dễ hơn. Mình lăn xuống em ạ. Nếu không thì sao lăn xuống. À giờ họ xây dựng cũng nhiều phết đấy. Cứ nghỉ thôi. Nhìn xuống cuộc đời thôi, ngó xuống cuộc đời gì thấy thương đau gì á, ông Lộc biết đó nha. Đây là cây hoa sim của ông Hữu Loan, ông viết đây, đồi tím hoa sim đây. Anh Đức chưa thấy hoa sim bao giờ đúng không? Lần đầu tiên. Đây là đồi tím hoa sim. Hoa sim còn gọi là hoa mua đúng không Quỳnh? Không ạ. Hoa mua là hoa khác. Hoa mua là cây hoa khác. Nhưng mà cái đồi tím hoa sim của ông Hữu Loan nó nằm ở đâu ta? Hữu Loan đồi tím hoa sim. Đứng chỗ hoa sim. Có cái chỗ hoa nhiều nhất thì anh lệch sang phát đi. Là số đó đó, chỗ này đẹp anh ạ. Thôi được rồi, để ông cầm cũng chắc hơn. 2 3. Chụp cho ông giống như tin ông vậy đó. Rồi, tiếp tục anh ạ. Làm chung nó hồi hộp quá. Đúng rồi. Đi sau đỡ cho ống nghe. Biết chỉ nhìn cho được một cụ già. Ở đứng chụp cây này đẹp này. Đây là cũng cây tre nở hoa đẹp ghê chưa? Đấy cây này đẹp. Bà ấy. Đấy, đó, đang ngồi đó. Bà ấy. Sau lưng anh chị là chính là cây chè đấy. Nào, mũi đi. Đúng rồi, đó. Đúng rồi nha. Cái tai nó bị ở dưới gốc chè thì mới biết nó to. Tự nhiên lên đây thấy mặt mày hồng hào bây giờ chị. Mệt. Rồi, đó. Mệt. Ok, nhìn em đây này, cứ đèo gốc này, cứ đèo chị Hạnh này. Đây, đó, gốc này nó đằng sau bắt ra nó là sương mù cũng đẹp. Sương mù. Rồi. Cô ảnh rất là quý. Quý lắm, không phải đơn giản đâu, nhiều khi là chưa chắc là có dịp đi lại đâu. Đi đâu có đâu. Và trời thực sự bây giờ đã là buổi tối. Quý vị xem chưa tới 6 giờ mà trời đã tối om rồi. Đó, bây giờ buổi tối nay là nó sẽ là như thế này. Thôi mình lên nhà, nghỉ tí đi, nhà lúc nghỉ. Anh đi cô đây thì anh đi cô.
5 phút nữa chứ anh lên chuẩn bị. Là anh ngồi. Ai thích làm gì làm, mình ngồi đây tí. Đây. Mọi người là đề nghị là sẽ ngồi đây chờ để đi ăn tối. Đẹp quá, ngồi đây cũng đẹp anh Đức ạ. Đẹp quá, dễ thương nghe. Rất đẹp. Mình cảm thấy như mình ngồi ở lưng chừng núi. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.